khách quen chúng ta đã biết tên rồi, chúng ta có thể là à chị Hồng à, hôm nay chị đến spa bên em hay là lâu lắm rồi mới thấy chị quay lại hay như thế nào đấy. Đây là màn chào hỏi này. Xong sau đó sẽ gì ạ? Khách sẽ được đưa vào phòng đứng ngoài cửa xin thông tin luôn. Phòng tư vấn. Mời đúng rồi, chúng ta sẽ có phòng tư vấn hoặc là quầy tư vấn được chưa ạ? Rồi, quầy tư vấn. Nhân viên tư vấn bên spa. Thế em tên là gì nhỉ? Dạ em tên là Ngọc Anh ạ. Nãy thì chị cũng nhầm nha. Chúng ta đã nói với khách hàng không bao giờ được nói là em xin lỗi em nói nhầm nhé. Một điều tối kỵ của kỹ thuật viên, bởi vì như thế là các em đang không nắm rõ. Các em là người tư vấn, các em đang thuyết phục khách hàng mà các em còn nói nhầm thì chứng tỏ là các em không hiểu, không yêu cái sản phẩm đấy và không biết cái dịch vụ đấy nó tốt ở cái gì để có thể tư vấn cho khách được. Ok chưa? Và như thế tức là em đang không biết hiểu làn da của khách hàng thì các em sẽ không thể nào mà chăm sóc tốt cho họ, đúng không? Ừ, rồi ok, cái đấy phải sửa này. Bởi vì dĩ nhiên là đây là buổi đầu tiên để các em tư vấn cho nên là các em cũng chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta nói thứ nhất là nói gì ạ? Phải nói to hơn khách hay là nói nhỏ hơn khách? Nói vừa đủ thôi, nói nhỏ quá khách còn phải kiểu cứ lặp đi lặp lại. Và cái cách nói của các em như thế thì các em sẽ bị thiệt hơn khách. Ví dụ như này nhá. Cô kể ví dụ đây là khách của cô này, cô sẽ nói là em chào chị ạ, em là Cúc, sẽ là chuyên viên chăm sóc da cho chị trong ngày hôm nay, chị có thể vui lòng cho em biết thông tin của chị được không ạ? Xong sau đó chúng ta sẽ viết thật là nhanh, nhưng cái tốc độ viết của em hơi chậm cho nên là cái thời gian viết và cái thời gian tìm hiểu cái thông tin khách hàng nó chiếm quá nhiều thời gian để em tư vấn, trong khi đó cái quỹ thời gian của em chỉ có từ 10 đến 15 phút mà quỹ thời gian của chúng ta 2/3 thời gian đấy các em sẽ phải để tư vấn cái dịch vụ, nhưng cô chưa thấy em nói gì về đặc trưng dịch vụ gì cả, đúng không? Giải thích vấn đề cho khách hàng vì sao em biết vì sao em không thể thuyết phục được khách hàng mua liệu trình không? Đó là bởi vì là em chưa biết, tức là người ta em chưa đánh được vào cái điểm yếu của khách hàng là à khách hàng đang có vấn đề này, cái phương pháp đấy nó sẽ giải quyết vấn đề đấy của khách. Rõ ràng khách đang bị mụn mà tự dưng tư vấn RF để làm gì? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Ừ đúng rồi, sai, cho nên là em không thể thuyết phục được khách hàng. Chứ chưa nói gì là em sẽ chốt được liệu trình hay không. Chúng ta đang tư vấn đầu tiên là tư vấn buổi lẻ đã, đúng không? Xong sau đó ví dụ như trong buổi đấy chúng ta có thể là tư vấn ngay tại thời điểm mà các em đang tư vấn cho khách, hoặc là các em có thể là sau khi chúng ta đang làm liệu trình trên giường, làm quy trình đấy trên giường, chúng ta chốt sale trên giường đấy, không hay trêu mọi người như thế, đúng không? Chứ còn bởi vì là em chưa nêu được vấn đề của khách ra này, có nêu được vấn đề rồi, chị bị mụn đúng không, da hỗn hợp xong bị mụn nữa này, nhưng mà lại tư vấn cái quy trình gì ạ, không giải quyết được vấn đề của khách, cho nên em không thuyết phục được khách hàng. Thế tức là bản thân bạn ấy đang bị loạn, cho nên bạn ấy không tư vấn được đúng chính xác mà. Bạn đã nhắc gì về trắng hồng đâu, nhắc ở đây bạn ấy chỉ là bởi vì chủ đề của cô là thế, bạn ấy nhắc cái từ trắng hồng nhưng trong cả quá trình bạn ấy không nói gì về trắng hồng cả. Mụn của bạn ấy có thể làm trắng hồng được không? Không. Có làm được không? Không. RF có làm được với mụn viêm không? Không. Chúng ta phải làm gì? IPL hoặc nếu ví dụ đúng rồi, peel ra, IPL hoặc làm gì nữa nào? Phi kim có phi được với mụn không? Không. Có nặn mụn được không? Không. Có mụn oxy được không? Có. Có. Em tưởng mụn viêm thì không được nặn nữa. Chúng ta chỉ nặn những mụn trong quá trình đang viêm. Còn có những cái mụn đầu đen này rồi mụn viêm xong rồi hoặc là nó viêm lâu rồi chúng ta vẫn có thể nặn được bình thường mà. Chẳng qua là các em thăm khám cho khách không kỹ, đúng không? Rồi ok. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là cái về hoạt động tuyến dầu này hay là như thế nào hay gì đấy, chúng ta có thể không ghi vào trong một bảng tư vấn mà chúng ta sẽ để ghi sau, hoàn thành hồ sơ sau cũng được. Mà chúng ta chỉ cần quan tâm về họ và tên này, rồi sản phẩm họ đang dùng này. Nhưng đừng hỏi từng mục sản phẩm đang dùng. Ví dụ như là cô hỏi bạn này là em có hay dùng sản phẩm skincare tại nhà không? Có. Được không? Những sản phẩm mà em hay thường dùng là những sản phẩm gì? Hỏi một câu rồi thôi là người ta sẽ trả lời hết tất cả những cái sản phẩm họ đang dùng. Ví dụ như em có dùng sữa rửa mặt, em có dùng cái chứ đừng hỏi là chị đang dùng sữa rửa mặt gì này, rồi chị có dùng tẩy da chết không, chị có dùng mặt nạ không, em thấy mất thời gian không, đúng chưa? Mà trong khi đó cả một bài tư vấn của em chưa tư vấn về cái dịch vụ, mà tư vấn về dịch vụ là còn không chính xác nữa, đúng chưa? Lúc đầu thì nói về trắng sáng, xong lúc sau lại ra gì trẻ hóa, xong sau mụn, xong rồi sau tư vấn dịch vụ là tư vấn trẻ hóa. Ok chưa? Cho nên em sẽ không chốt được khách hàng, đấy là lý do đấy. Xong chưa nào? Đấy là một ví dụ để cho mọi người có thể rút kinh nghiệm. Nào nhóm tiếp theo.